Đây dạ hạc rất là nhiều các bạn. Quên đưa tiền cho cô chứ đủ vậy. Mua nãy giờ chưa đưa tiền. Lấy tiền trả cô bán hàng. Em không biết, anh làm sao biết được. Cô, 20 lượt nhé. Đây rất là nhiều lan chúng ta. Đây này, đây là lan dạ hạt của chúng ta. Ủa, cái này là dạ hạt tên gì cô? Dạ hạt là tên gì cô? Dạ hạt. Tên là dạ hạt Đắc Lây hay là dạ hạt? Đây hả? Hạt Mò Rai á. Một chứ Mò Rai á. Sao thầy ấy không cô? Biết họ nói ở Mò Rai. Cái này là màu gì? Cái này ba màu. Cái này đẹp lắm này. Cái này là quế ngọc đó, ba màu bông. Hạt chứ Mò Rai nha các bạn. Cái này cũng vậy này, ba màu bông. Cái này là trăm, từ 100 đến 150. Cũng không đắt lắm đâu, mình thấy rất là mua được. Cái này có hoa này. Này đang ra hoa, to lắm, to khổng lồ luôn. Cái này cô bán được cả triệu, muốn tiền mua. Này hoa này. Thì hoa. Còn kia là hạt vĩ cả. Đắt đâu. Mua cái đi, 300 á. Như cái này có phải là dạ hạt không cô? Không phải. Đó dạ. Dạ hạt đúng không? Dạ hạt. Cô bán những cái mầm này mấy cô? Đây đang nụ bông này chứ mầm đó đi xa trục đó. Giá hạt mà mắc tiền từ mấy luôn ký. Dạ. Thì cô 50 đó. Ước bán cho nó 20.000. Cho 20.000 đi. Hai bằng 20.000. Cái thui chứ. Cái mầm này sâu lắm rồi, bán cháu rẻ rẻ đi. Mầm này không? Mầm đó mầm đẹp đó. Đây này này đó. Đây đang. Đang muốn mua thêm nhưng mà. Đây đang đủ này. Đó mua rồi. Đang mua rồi nhưng mà định mua thêm cây nữa mà thôi. Đặt thêm cái cây đó. Thôi, hôm nay là như vậy đấy các bạn. Chắc rồi, em mua được rồi. Để chọn xuống. Mua tí ngọc đi. Ngọc trước cháu mua rồi. Mua thêm trong 2-3 cái mầm nè. Cô bán mấy? 2 mầm này cô bán mấy? Đi 100 đó. Chưa. Đã rẻ luôn 3 mầm này. Mua cả bông luôn nè. Để chị kia thôi, chị kia họ bán ra đó đâu. Chị nào ơi chị. 100.000 là quá rẻ rồi. Chà, suy nghĩ yên thôi, hết tiền đổ xăng về. Chà, gói lan gì đây?